Đây là bài viết Chuyện đi làm của Loveless, trải nghiệm lần đầu ở một công ty công nghệ đa quốc gia của tác giả Loveless. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Xin chào các bạn! Như các bạn có thể thấy, tôi vừa đăng một bài viết khá dài sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Cuối năm ngoái là quãng thời gian khá là bận rộn và khó khăn vì tôi quyết định nghỉ làm ở chỗ cũ để tìm một chỗ khác. Có nhiều lý do khác nhau khiến tôi quyết định như thế. Phần vì tính chất công việc khiến tôi có lịch trình sinh hoạt không được bình thường cho lắm. Phần vì cũng chẳng còn gì cho tôi tìm hiểu hay là học hỏi. Và quan trọng nhất là căn bệnh viêm màng túi đã hành hạ tôi khá là lâu rồi. Tôi khá lăn tăn khi viết CV đi xin việc vì kinh nghiệm thì cũng tạm tạm. Kiến thức thì mỗi thứ biết một tí về IT, còn bằng cấp thì không có. Đúng là rất khó để có thể ứng tuyển vào một công việc tử tế. Nhưng may sao, tôi đã thấy Tech Experts đang tuyển vị trí Customer Support Engineer. Tìm hiểu sâu hơn thì tôi được biết Tech Experts cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho các đối tác lớn như là Microsoft hay là Micro Focus, là trung gian và là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Nghe thì có vẻ hoành tráng và thú vị, thôi thì vì miếng cơm manh áo cũng như là muốn thử sức, tôi đã mạnh dạn gửi CV. Trong lúc chờ hồi âm, tôi có tìm hiểu thêm về môi trường ở Tech Experts và thấy là có vẻ ổn. Tọa lạc ở tầng 16 Lotte Đào Tấn này, rộng rãi, có pantry ăn uống đẹp đẽ, nhân viên thì trẻ trung. Trước những ưu điểm nổi trội đó, tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi và muốn đến tận nơi xem sao. Sau đó ít lâu, tôi nhận được email mời tới phỏng vấn. Công việc cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật cho một sản phẩm dành cho doanh nghiệp của Microsoft và họ khuyên tôi nên tìm hiểu trước để nắm được. Ok thôi, tôi cũng lên Internet để xem nó như thế nào. Cảm giác đi phỏng vấn giống như là khi đi thi vậy. Dù khá là hồi hộp vì rất lâu rồi mới đi phỏng vấn xin việc, thế nhưng mà tôi vẫn cảm thấy đủ tự tin với những gì mình đã biết. Bất ngờ đầu tiên khi phỏng vấn là tôi phải trả lời đủ loại các câu hỏi, không chỉ là về cái phần mềm doanh nghiệp kia, mà còn vô số thứ khác, ví dụ như là 32-bit với 64-bit khác nhau cái gì, Active Directory là gì, rồi Registry là gì, giải quyết một tình huống giả tưởng ra sao. Sau 30 phút phỏng vấn căng thẳng, tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa tòa nhà Lotte để về, thì bất ngờ được gọi lại và phỏng vấn thêm một lần nữa, nhưng là ở bộ phận sản phẩm của Micro Focus. Mọi thứ thì diễn ra tương đối thoải mái và dễ chịu hơn, và cuối cùng thì tôi đã được nhận vào làm cho sản phẩm của Micro Focus, hơi khác so với vị trí hình dung ban đầu, nhưng mà tôi thì cũng chẳng ngại điều đó. Bước vào Tech Experts là lần đầu tiên tôi được làm việc ở một công ty quốc tế lớn, rất khác biệt so với khi làm ở startup. Lúc còn làm ở trong startup, tôi thường được giao khá là nhiều công việc khác nhau và thường không có giờ giấc làm việc cố định. Nếu như môi trường startup rèn luyện cho bạn khả năng linh hoạt, thì môi trường ở Big Corp lại hướng tới các chuẩn mực nhiều hơn. Thời gian làm việc tại Tech Expert cho tôi nhận ra một điều quan trọng rằng dù bạn có thích môi trường Big Corp hay không, thì trải nghiệm làm việc tại đây ít nhất là trong một vài năm tuổi trẻ sẽ giúp bạn trưởng thành lên rất nhiều. Công việc chính của tôi tại Tech Experts là hỗ trợ kỹ thuật về những vấn đề liên quan tới sản phẩm cho các khách hàng. Nói tới hỗ trợ, nhiều bạn trẻ có thể tặc lưỡi, ui rồi chắc là công việc đơn giản gì, hoặc là cũng không học hỏi được nhiều mấy. Nhưng thực sự là ở đây khách hàng của bạn toàn là các doanh nghiệp với tổ chức lớn trên thế giới, không bao giờ có chuyện làm chơi cả. Bởi vì bạn chỉ cần sai một ly thôi là đi đến đâu tôi cũng không chắc được nữa. Mọi vấn đề của khách hàng cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Cũng chính vì vậy mà công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc khi làm việc và phải phối hợp hiệu quả giữa các team khác nhau. Ban đầu thì tôi cũng hơi khớp khi cảm nhận được sự chuyên môn hóa cao độ cũng như là phong cách làm việc khá chuyên nghiệp của đồng đội. Nhưng mà lâu dần thì chính những quy tắc khắt khe lại giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức và nâng tầm năng lực bản thân hơn. Mặc dù tương đối chặt chẽ là vậy, cùng một vấn đề sẽ luôn có cách giải quyết khác nhau và đôi khi những cách giải quyết vấn đề tốt kiểu out of the box vẫn thường được tuyên dương. Bạn vẫn có nhiều đất để sáng tạo chứ không chỉ là làm theo quy trình có sẵn. Để làm tốt, sự linh hoạt trong tư duy là điều rất cần thiết. Khi mới vào Tech Experts, tôi có on-the-job training, nôm na là vừa học vừa làm, kéo dài khoảng 2 tháng, bao gồm training về các quy tắc và quy trình làm việc cơ bản, rồi về bảo mật trong công việc. Sau đó thì tôi bắt đầu nhận case để làm quen dần về quá trình làm việc thực tế. Ban đầu thì chỉ là mấy case đơn giản như hỏi đáp về tính năng hay giải quyết một số lỗi thường gặp. Lâu dần thì tôi phải nhận các case phức tạp hơn hay phải làm việc trực tiếp với khách hàng qua remote session, tức là trao đổi từ xa. Vạn sự khởi đầu nan, đã có những lúc tôi mắc những sai lầm khá ngớ ngẩn, ví dụ như là từng gửi email nói khách tự Google, sau đó suýt chút nữa thì tôi đã phải làm bản kiểm điểm.
Ở chiều ngược lại thì tôi cũng gặp khá nhiều trường hợp dở khóc dở cười từ việc khách hàng. Ví dụ, có người đang chạy phần mềm trên iPhone, xong lỡ lock bằng Assistive Touch khiến phần mềm mất kết nối với hệ thống máy tính. Thế là họ làm hẳn một chiếc kiện mới, yêu cầu hỗ trợ xem là có cách nào khác để kết nối lại iPhone với hệ thống mà không cần unlock không. Những chuyện như thế luôn là nguồn giải trí bất tận trong những giờ phút làm việc căng thẳng. Hoặc có những lúc tôi cũng trở thành người hùng gánh team. Ví dụ như là khi được phân trực vào cuối tuần, bỗng dưng có ngay một case từ Brazil cần hỗ trợ gấp, mà team của tôi thì chẳng còn ai, nên đành phải vừa loay hoay tự tìm hiểu, vừa hỏi khắp mọi nơi để giải quyết vấn đề. May sao, lúc sau có đồng nghiệp khác nhảy vào làm cùng, thế nên cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết suôn sẻ. Cái cảm giác giúp người khác giải quyết vấn đề của họ là thứ tôi cảm thấy thích thú và tự hào nhất khi làm công việc này. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn làm ở Tech Expert cho tới thời điểm hiện tại. Có nhiều người thích tự mình sáng tạo ra những thứ mới toanh từ đầu, nhưng sự thực là trong ngành công nghệ thông tin, không phải lúc nào bạn cũng cần làm ra sản phẩm mới của riêng mình. Việc tối ưu hóa hệ thống, bảo trì và liên tục nâng cấp để phần mềm luôn chạy do và đem lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp cũng chính là một thách thức vô cùng lớn. Vậy nên lĩnh vực dịch vụ phần mềm là một miếng bánh không nhỏ, chiếm tỷ trọng khá cao trong toàn ngành công nghệ thông tin trên thế giới. Nếu như các bạn thích giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề của họ, thích thử thách bản thân và những bài toán khó thì công việc này sẽ khá là phù hợp đấy. Đương nhiên là công việc thì cũng có lúc lên lúc xuống. Có những điều thú vị thì có những điều chán nản vì việc ngập mặt. Lúc đó thì những đồng nghiệp của tôi luôn là chỗ dựa vững chắc. Chỉ đơn giản như việc nghe nhau chém gió hay là than thở hay là rủ nhau đi uống trà đá xả stress thôi. Hoặc như những lúc đầu tháng với KPI tốt thì lại có tụ tập ăn uống rồi hát hò. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc với những con người ấy, họ vui vẻ, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Và nhất là toàn người trẻ nên dễ thấu hiểu và cảm thông. Vì vậy tôi không cảm thấy áp lực vì khoảng cách thế hệ hay kiểu văn hóa ma cũ ma mới vốn thường thấy trong các công ty hay là tập đoàn lớn. Nói rộng ra, cả Tech Experts thì đa phần là người trẻ, thậm chí nhiều người còn trẻ hơn cả tôi. Tôi biết tôi già lắm rồi. Thế nên không khí ở đây khá năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Nhân tiện thì cũng có khá nhiều bạn gái xinh đẹp nữa, mặc dù là một công ty về công nghệ thông tin. Đây là một điểm cộng rất lớn đấy. Có lẽ Tech Experts làm về mảng dịch vụ, nên những bạn không xuất phát điểm với nhiều chuyên môn về lập trình hay kỹ thuật vẫn có cơ hội tham gia được. Chưa kể là các bạn nữ với khả năng giao tiếp tốt, thấu hiểu con người còn có khá nhiều lợi thế nữa. Ngoài những đồng nghiệp ở Việt Nam ra thì tôi còn làm việc cùng với các team khác ở khắp nơi trên thế giới vì bản chất công việc chăm sóc khách hàng và phục vụ 24/7. Do vậy, có những lúc mà một case nào đó chưa giải quyết xong ở múi giờ này sẽ được chuyển cho team ở múi giờ tiếp theo làm việc. Điều này có nghĩa là tôi không cần phải cố thủ ở công ty để giải quyết một vấn đề khó tới ngoài khung giờ làm việc bình thường. Tôi chỉ cần đảm bảo rằng team ở múi giờ tiếp theo có đủ thông tin và điều kiện để tiếp tục làm. Còn tôi sẽ có được một buổi tối thảnh thơi và không bị đau đầu về công việc. Mặc dù vậy, cái cảm giác không giải quyết được cái gì đó nó khá là khó chịu, nên đôi khi tôi cũng ngồi lại và cố làm nốt. Và kể cả những lúc đó thì tôi cũng thường không đơn độc. Cũng có một số người khác cố nán lại và làm nốt như tôi. Được cái là công ty không đặt nặng việc sử dụng văn phòng sau giờ làm, nên chẳng có vấn đề gì cả. Một trong những thứ khiến tôi cảm thấy Tech Experts là một lựa chọn đúng đắn tính đến nay là tôi vẫn có thể làm việc ở nhà mà vẫn được hưởng đầy đủ những lợi ích của người lao động như khi đi làm bình thường. Đây là thứ mà tôi không hề nghĩ đến khi xin việc. Tôi không hề biết là sẽ có tình trạng bệnh dịch diễn biến nghiêm trọng như hiện tại. Nếu như vẫn đang làm startup hay là một công ty công nghệ nhỏ nhỏ nào đó, thì chắc là giờ này tôi cũng đang lo sốt vò không biết ngày mai sẽ phải ra sao. Rồi lo là mình có bị mất việc hay không. Ở thời điểm hiện tại, để kiếm được một công việc ổn định và ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh là việc rất khó. Tôi nghĩ rằng ngoài làm tự do ra, thì chỉ những công việc liên quan tới công nghệ thông tin ở những công ty đủ tầm cỡ mới đáp ứng được cuộc sống. Nói vậy các bạn đừng chê tôi thực dụng, nhưng đây là điều mà tôi nghĩ các bạn nên cân nhắc một cách nghiêm túc nếu như có ý định tìm kiếm một công việc. Ngoài ra, Tech Experts là một công ty đa quốc gia lớn, lương thưởng và những chế độ khác như là bảo hiểm khá tốt do tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, giúp các nhân viên cảm thấy yên tâm. Tất nhiên, cuộc sống chẳng có gì là toàn màu hồng và Tech Experts cũng chưa phải là chỗ làm việc hoàn hảo đối với nhiều người. Có thể bạn sẽ nghe được hoặc nhận ra một số bất cập ở môi trường này, ví dụ như chuyện nhân sự thay đổi thường xuyên chẳng hạn. Tuy vậy, sau khi vào làm thì tôi nhận ra đó là bản chất của ngành dịch vụ phần mềm không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Quan trọng là tâm thế của bạn khi gia nhập là như thế nào. Chỉ muốn thử cho biết ở mức độ thấp, client support, thì bạn sẽ nhanh vào, nhanh ra. Còn nếu quyết định thăng tiến lên các vị trí quản lý và tư vấn sâu hơn về mặt công nghệ là Tech Consulting, thì bạn thực sự sẽ gặt hái cho mình rất nhiều thành tựu, uy tín và thỏa mãn trong công việc. Với tôi thì tôi vẫn tự tin rằng
Tech Experts là một nơi đáng để bạn thử sức và học hỏi. Tôi không hề hối hận về quyết định của mình, bởi vì tôi có thể sử dụng hiệu quả lượng kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy được, kiến thức về IT, kỹ năng tiếng Anh và tư duy logic. Và nếu sau này tôi có chọn một con đường khác thì những gì mà tôi thu lượm được ở Tech Experts luôn là những trải nghiệm vô cùng quý giá, cùng với đó là biết bao kỷ niệm với những người bạn, người đồng nghiệp thú vị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Khánh Linh,